Xin chào. Mày ra mày ra. Hello 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 hello. Lại vô. Ê. Em biết rồi, em biết là effect. Là viết tắt của effect. Và nó còn là hàm, nếu không chạm phải hàm là F đúng không? F đúng không? Nó thì có hiểu không? Có khá là nhiều. Nhiều khá là nhiều bởi vì cái show diễn ở Sài Gòn là cái show lớn nhất mà tụi mình thường chơi riêng của ban nhạc. Lớn đến nỗi mà cách đây khoảng một tháng thì tụi mình biết cái số lượng khán giả sẽ tham gia chương trình tụi mình và biết cái sân khấu nó lớn cỡ nào thì tụi mình bắt đầu thấy rung rồi. Muốn trốn chạy rồi. Cùng ba tính từ rồi. Dài. Thứ nhất. Sung chắc sung nhất, sung nhất, cái cuồng nhiệt, cuồng nhiệt nhất, mà... thiếu ngủ nhất, không, cái đó không phải tính từ, chảy máu nhiều nhất, căng thẳng nhất, căng thẳng nhất, à cũng đúng, căng thẳng, luôn luôn làm sâu ở Sài Gòn rất là khó đối với tụi mình, mặc dù là sân nhà tức là nơi mà tụi mình ở đây, tụi mình luyện tập hàng ngày, nhưng mà luôn luôn có một thử thách nào đó ở Sài Gòn, luôn luôn gặp thử thách. Có thể là lúc đó là cái show vắng nhất. Nhưng mà vậy đúng rồi. Hoặc là cái gác tour là tụi mình phải phải tiến bộ trong thời gian ngắn nhất để biểu diễn một cái sân khấu mà tụi mình chưa từng nghĩ là nó lớn nhất vậy. Khoảng 600 khán giả. Tới giờ lại là một bước tiến lớn, nhưng mà tới hiện tại là khoảng hơn 2.000 khán giả. Thì lúc đó thì giống như là nó cấp số nhân vậy đó. Nên lượng rất là lo lắng. Nên mình để ở Sài Gòn cuối cùng khi mà ban nhạc đạt cái phong độ cao nhất. Em sẽ cho các anh một hàm số là Fx bằng 4 nhân cho mẫu mặt đơn x cộng cho 4 mẫu mặt đơn tất cả chia cho 3x với x bằng 3. Rồi, câu hỏi là mẫu là 9 đó. Còn tử là 28, có ai nhớ không? 28 rồi, 28 chia 9. Chị đổ hết rồi. Chị đổ hết rồi. Chị đổ hết rồi. Chị đổ hết rồi. Ồ. Nghe quen quen đúng không Đạt? Hả? Ồ. Nghe quen quen đúng không? 8 tháng 9 chính là ngày mà tụi mình Ôi Đạt nói rồi. Đạt kết đi Đạt, 8 tháng 9 là ngày gì vậy Đạt? Còn là ngày gì nữa? Ngày ngày của Epic Tour Sài Gòn và sẽ là show lớn nhất. Oh really? Wow. Xin chào, tụi mình là Cao và Hoàng và hẹn gặp lại các bạn ngày 28 tháng 9 tới ở Sài Gòn sân khấu Lan Anh, điểm cuối cùng của tour Epic.